chọn một niềm vui. Thân gửi tới các hater, cuộc sống phải có những niềm vui. Vui nhất là khi đọc comment của các bạn. Đúng anh ạ, cuộc sống mà không có hater ấy, như đồ ăn ấy, nó không có gia vị. Đúng, đọc đi. Thích thì chơi, thấy kích thích thì cứ nhích mà rơi. Muốn soạn được ngôi, top 1 chỉ dành cho người xứng đáng mà thôi. Sống dai mới trở thành huyền thoại, AS Mobile như cổ tích hiện đại. Đã từng là con số 0, giờ thành công vẫn không thôi một giây mệt mài. Chẳng chiến thắng nào nó dễ dàng, chỉ có kẻ thất bại mới nhàm chán. Cứ chăm chỉ âm thầm một cách khẽ khàng, những ánh phốt xuất hiện phải thật hoành tráng. Nào là anh đèn, là sàn, đâu là người hâm mộ và cả hater. Vốn tất cả đều muốn tồn tại, bởi vì bản năng là Free Fire. Gì chơi vui vậy? Chơi rồi. Đang đọc comment của các hater. Ồ, nhưng mà hater là gì? Hater, bữa reaction nói rồi, hater là anti fan đó. Đi, let's go, đi đọc thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Heavy. Mình là Nagame, bên cạnh mình là S con Lele, lấy lộn, AS Mobile nha mọi người. Còn đây là... mình là đường fan đó mọi người. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái talk show trả lời bình luận của hater. Nói cách khác là anti fan đó mọi người. Trong này là những cái bình luận tiêu cực của anti. Anh Sang, anh bóc đi. Vậy anh bóc trước hả? Bây giờ trong cái này là có những bình luận. Có cái đâu? Nè. Thì bây giờ trong cái ly rượu thần này thì có những cái comment của các hater. Ok, thì bây giờ Phèn sẽ bóc trước. Anh nhường em. Cô Na mà. Cô Na hả? Phú Đại chia tay là hợp lý. Không, tại vì giờ lúc đó chưa trải sự đời á mọi người. Tụi trẻ chưa trải sự đời. Chứ bây giờ cũng có tách danh được đâu. Rồi, đến Alike bóc đi. Hỏi câu kỹ quá. Cũng là Cô Na mọi người. Cô Na luôn, Cô Na nhiều vậy. Còn câu Cô Na nữa. Team Heavy cần một chị gái xinh chứ na gì đó thì bỏ đi. Mọi người ơi, trong Heavy thì mỗi người một tính cách nè, một cái sao ta? Là một style khác nhau. Nếu mà bọn mình cái gì cũng giống nhau thì anh Sang đâu có tuyển vô Heavy làm gì? Đâu có bao giờ tuyển bên sao vô Heavy. Thực sự thì mình phải tuyển những người mà xấu hơn mình vào Heavy để tránh cái trường hợp là người ta đẹp hơn mình. Anh nghe mê kìa. Cái này của anh Phò. Anh Phèn. Anh Phèn. Cái tính của anh sai một tí là kêu lên bắn ngu vậy ai? Bắn ngu vậy lại còn lý do lên em chịu á. Thì thực sự thì kênh của mình là kênh funny chứ không phải là kênh kỹ năng mọi người. Đấy thì xem mục đích là giải trí thôi, chứ không phải là try hard nhá. Thấy tôi nó vô dễ hiểu. Alike nữa nè, thôi mình đọc luôn nha. Alike ngủ trên lưng mẹ ơi. Bỏ FH đây à, lý do lý chấu cứ nói là qua đây thì nó quay chửi. Thật ra thì mình cũng không muốn nhắc tới quân đoàn phụ của mình, bởi vì mình rời quân đoàn phụ mình khá là lâu rồi, đâu ai ép mình phải ở đây đúng không? Thì mình rời, còn mình vào đây thì là do công việc của mình, mấy bạn muốn vào cũng không vào được đâu, nên mấy bạn đừng có nói vậy nữa. Tính ra Alike vào quân đoàn chưa? Cái này bóc kìa, không phải tôi đâu. Không biết gì hết. Lại là Na. Na trong game tưởng ố. Cái tiếng không liên quan tới cái hình đâu mọi người. Sao vậy? Vậy là người ta kêu là em mập đúng không? Đúng rồi. Thằng nào mà bình luận đúng vậy ta? Bình luận đúng đúng vãi trưởng luôn á. Tôi biết là tôi mà. Nói chung là con gái mình không nên chê người ta mập. Đó người ta gọi là các bạn á, cô duyên á. Thực sự á các bạn, khi mà các bạn comment trong một cái livestream của một người phụ nữ thì không được gọi bạn ấy là mập, phải gọi là béo. Không được, chúng ta không được body shaming người khác. Như vậy là đúng xấu. Rồi như cái tóc của ấy nè, mọi người đừng nói là xấu, phải nói là đồng môi. Ừ đúng rồi. Cái này là hỏi của anh Sang. Để từ anh đọc câu hỏi này. Hẳn là sinh tồn trong khách sạn chỉ có thể là YouTube lửa miễn phí. Tính là lửa miễn phí là đúng cái tên của mình luôn hả? Đó, đúng cái tên đó. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lửa miễn phí. Và xin đáp với một bạn mà đã comment cái câu này, thì tới đây mình sẽ làm một cái clip
sinh 24 giờ sinh tồn trong phòng đầy đồ ăn. Mình được tự do ngôn luận mà trời ơi đất ơi, đúng không? Mình thích ghi cái gì mà chẳng được, đúng không? Khi mà bạn á không là cái gì á, khi mà bạn không là cái gì chẳng ai để ý tới đâu. Nhưng khi bạn đã là cái gì rồi á thì lúc đó bạn có hỉ mũi người ta cũng khó chịu nữa. Sao Alex lại mặc áo cặp với AS? AS của Gil rồi mà, đừng có mơ nha. Tao tô áo cặp mọi người, áo này không phải là áo cặp, áo này là nguyên cái nhà này ai cũng có luôn đó mà. Nó là áo cặp. Không, áo này áo cặp. Áo này em áo cặp với anh, rồi anh áo cặp với Na, Na áo cặp với Phẹn. Phẹn áo cặp với Phú. One hour later. Với Loki, Loki áo cặp với cái ai cái. Ngừng. Alex, nói chung là vũ phêm đi, lên rồi lại giống như mấy đứa trước. Cái này mình trả lời nha, thì ra thì vũ phêm là một nghệ thuật. Mấy bạn muốn vũ phêm không vũ phêm được đâu. Mấy bạn muốn vũ phêm không vũ phêm được đâu. Nói gì vậy đi, nó còn dễ. Muốn người ta mà đâu có được. Thường mà thực sự thì nói về cái vấn đề vũ phêm, anh vẫn đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của vũ phêm là gì. Thực sự có một số bạn vào kênh anh, người ta kêu thằng AS đi bú phêm. Nó điên rồi, nó điên rồi. Thấy chuyện này hơi dẹo. Chắc tương lai muốn cướp vị trí nữ vương của Nagime. Mình lại đây là ý kiến cá nhân. Ý kiến cá nhân thôi. Em nghĩ sao về điều đó? Dẹo thì con gái ai cũng vậy thôi. Có lúc dẹo, có lúc không đúng không mọi người? Còn cái vụ cướp gì anh coi lại. Muốn cướp vị trí nữ vương của Nagime. Trời ơi, tao cười tao. Tại là cái nhà này chỉ có mình Na là con gái, nên mình vào thì mọi người sẽ nói thế. Sau này sẽ có những bạn khác, bạn nữ khác vào thì chắc chắn là mọi người cũng đem ra và so sánh. Nên là chuyện này tốt nhất mọi người đừng có so sánh nữa. Bởi vì chị em tôi vẫn còn rất là thân với nhau đi. Mọi người ơi, thật sự thì cái nhà này không hề có con gái. Thật sự thì anh thấy cái nhà này từ khi anh vào đây thì anh thấy ba người cũng không phải là ba. Anh nhìn qua bên tay phải. Bóng cô gái mặc áo trắng, tóc dài bước nhanh theo hông nhà xe và biến mất ở hàng rào cuối vườn. Na, chị Na xấu tính đáng ghét. Chị không chơi mà chị bắt người ta chơi. Clip thắng hay im lặng trong 24 giờ. Cái này là trong một cái clip em ra một cái trò chơi cho anh Kiên với lại Hades thì vậy. Xong rồi người ta bình luận nói em như vậy. Thì cái này tại vì kịch bản như vậy thì mình làm vậy thôi mọi người. Mình không có biết. Rồi để tôi. Không biết quá. Gì chưa? Yeah. Em à, diễn dở vơ lờ, riết rồi coi không có gì hứng thú hay hấp dẫn luôn. Diễn cái gì dở ta? À để anh. Diễn trên livestream dở vơ lờ, riết coi không có gì hứng thú và hấp dẫn. Diễn trên livestream. Diễn. Bây giờ em thấy ca sĩ lên sân khấu người ta làm gì? Người ta diễn. Streamer mở stream lên cho bao nhiêu người xem người ta gọi là livestream cũng diễn. Cũng diễn đúng không? Diễn. Thế bây giờ là ca sĩ lên sân khấu là bị chửi là ui mày diễn sâu quá. Thí dụ bây giờ người ta đóng một bộ phim đi, xong rồi nói cái này phim diễn như phim vậy á. Diễn như phim. Diễn như phim vậy á, tự nhiên đóng phim mà diễn như phim. Hiểu vậy nha. Thôi câu này không nên em bóc cho từ chối hiểu. Anh pho đập đá nhiều méo hết mồm rồi. Thì anh pho đập đá nhiều thì thực sự thì mình nghề đập đá hết á. Cái này phải gọi là một cái gì đó nó hơi đen với mình từ hồi khi mình không biết là mấy tuổi, nói chung là từ khi là rất là nhỏ. Hồi đấy thì mình không biết bị sao là mình nó bị lệch sang bên tay trái. Thực sự là hồi đi học thì lên lớp 1 này kia thì cũng chả có một cái kiểu như mọi người vào thì cả lớp mà kiểu ai cũng trêu mình, ai cũng trêu một mình. Các bạn có chịu được không? Giống như người ta kêu anh bị lé. Đó, nhìn con mắt anh nên nhìn thẳng bị lé. Thực sự anh bị lé thiệt. Tại vì hồi xưa anh cũng, từ hồi trẻ trâu anh cũng chơi cái trò vui lắm. Đó. Biết chai nước ngọt không? Anh để ngay cạnh bàn khui cái con mắt. Còn cái nắp keng á, bút veo vào con mắt anh. Và thế là anh bị lé luôn. Thôi bỏ qua đi. Và người ta đem những cái đó ra, người ta nói mình là như thế này thế kia. Chịu thôi. Nhưng mà đối với mình thì cái việc đấy kiểu quen rồi. Đời mọi người.
có cái này cuộc sống mà phải có cái này cái kia, có cái này cái kia chứ. Chúng ta phải học cách chấp nhận thôi. Cuộc sống luôn luôn bất công, bởi vậy cộng cộng người không bao giờ thắng. Được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nam, ghét na vậy, tưởng con gái trong team PV mà bắt nạt Hades với Kiên. Chịu na VL. Cái này bạn viết sai chính tả rồi. Bạn ơi, bạn viết sai chính tả cho chịu nè. Chịu là chờ che, chờ kia chứ không phải chờ này. Trước khi chỉ trích người che, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Rồi trả lời đi. Con này viết sai chính tả nên à, tại vì mình là con gái nên mình được như vậy thôi mọi người. Đúng rồi Liz. Đúng rồi. Với lại mình bắt nạt cả cái nhà này luôn chứ không phải là bắt nạt cả Hades với Kiên nha mọi người. Đúng rồi, bắt nạt cả mình với mọi người. Bắt nạt tất cả mọi người chứ. Thực sự thì mình coi ba tờ mà mình không thấy của mình thôi. Mình cho cái này là của mình đi. Nhìn anh ngáo đờ vải lình. Ủa hình như là câu đấy là của em. Cái gì? Của anh. À của anh muốn trả lời. Nhìn anh ngáo, ngáo đá vải lình. Ok. Thì anh cũng muốn trả lời câu này luôn. Là anh đập đá nhiều nên anh mới ngáo. Câu này thì anh muốn mình xin trả lời như thế này. Nếu mà bạn comment trong đây thì mình không bỏ qua, không sao cả. Nhưng mà nếu mà bạn đi ra ngoài đường, bạn gặp một anh chàng nào đó, hoặc là bạn còn gặp một người nào đó, bạn kiểu nhìn mày ngáo đá vải lên thì biết kết quả lắm. Biết kết quả lắm. Tao không đánh mình làm con bạn luôn. Thiệt. Mày đừng có mà giang hồ nha. Giờ vẫn dạy. Do hồi đó Alex có một drama nào đó lâu lắm rồi không biết. Drama nào thì mình cũng không biết nữa. Bởi vì mình dính nhiều drama lắm. Tuy nhiên là ai cũng có drama rồi đúng không? Anh S cũng có drama. Đúng không Na, có không? Câu cuối cùng. Em nghĩ anh phèn nên từ bỏ Free Fire đi vì mọi người rất ghét anh. Ai ghét? Ai ghét đâu? Có mình bạn ghét thôi á. Đúng rồi. Tính ra là không ai ghét luôn, có mình bạn ghét luôn á. Nhà này đâu ai ghét anh Thiền đâu. Nếu như anh từ bỏ Free Fire thì anh sẽ chơi gì hả? Chơi hả? Em nghĩ là... Nói chung là cuộc sống là mà không có ai ghét mình thì nhạt lắm. Đúng rồi. Ê Lít ơi. Dạ. Antifan gửi tặng em trai em bằng tôm nè. What? Ờ hay quá. Anh Sang ơi, đi order một chị làm bún đậu đi. Bún tôm kìa. Không, anh chưa bao giờ ăn bún tôm. Anh là điêu. Anh chưa bao giờ đụng vào những cái gì tên là mắm. Nope. Nha. Chưa bao giờ. Anh chưa biết gì tên là mắm không? Không ăn nước mắm hả? Không. Không, chỉ ăn nước tương thôi. Anh ăn được nước tương, không ăn được nước mắm. Thôi thôi, anh ở đây đi, tụi em đi ăn. Kệ anh. Đi ăn nha, bye bye. Ở đó, thấy không mọi người? Đọc xong hết rồi, ai cũng đi hết trơn. Có mình ngồi dọn cái đống rác này. Thấy khổ không? Thôi các bạn nhớ đăng ký kênh Hèn và cho mình về một like nếu các bạn cảm thấy